Chúc mừng năm mới, mùng 2 Tết, Tiêu lại vô rừng phóng sanh. Kỳ này chúng ta sẽ phóng sanh cá bẫy đăng chuột. Dạ, cảm ơn quý vị, cô bác, anh chị đã ủng hộ Tiêu giải cứu cá biển trong tự nhiên. Dạ, bây giờ mình lên đường. Thì giải cứu cá biển trong tự nhiên, theo cái mô hình này mình sẽ cứu được rất là nhiều cá quý hiếm nha quý vị. Mà những con cá nó có sinh mệnh lớn, mà hôm nay chúng ta may mắn được 15 vị Bồ Tát tài trợ. Wow. Số tiền phóng sanh sẽ được chia nhỏ xuống, thật là nhẹ nhàng đối với tất cả chúng ta. Dạ, rất là tuyệt vời. Honey, đi vệ sinh lẹ lên rồi dí theo tôi nha. Bởi vì chương trình này mình đi rất là xa, mình đi ra gần cửa biển mà dẫn theo nguyên một binh đoàn đó. Anh chị cũng biết rồi, không được, đã thử nghiệm. Năm qua là dẫn rái cá đi, dẫn chó đi, không đi nhiều được, chỉ có đứa nào ngoan nhất mới dẫn đi thôi. Con ghế đi vệ sinh nó chưa ra nữa đó. Anh ơi, đi vệ sinh xong chưa? Đi đi, hồi lên thuyền. Hey. Dạ, mình phóng sanh cá biển trong tự nhiên là mình vừa làm giải cứu động vật ha, mà mình vừa còn từ thiện nữa. Bởi vì mình sẽ giải quyết công ăn việc làm cho những anh chị làm nghề phóng sanh đánh bắt cá trên sông, trong biển. Xin chào bạn Đức. Hôm nay bạn ấy sẽ dẫn chúng ta đi giải cứu cá biển. Đồ nghề của bạn đấy. Đây. Hôm nay mặc áo nổi gì vậy? Cái này là vừa phóng sanh đúng cách mà vừa làm từ thiện đúng cách. Trong khi chờ đợi em giải thích. Thí dụ anh chị mua cá ở sông Sài Gòn mình đi, đó là những con cá người ta nuôi ở trong ao, người ta làm kinh doanh số lượng lớn, người ta bán ra cả tiền tỷ. Còn này những con cá bắt trong tự nhiên, mà những người đó làm cái nghề đó giàu dữ lắm. Dạ. Còn mình phóng sanh cá trong tự nhiên này nè, không có tới tiền tỷ được đâu. Dạ. Mà những con này thường nó không có nuôi được. Và mình phóng sanh, mình giải quyết công ăn việc làm cho quý vị làm nghề ngư dân, họ không có nuôi nhốt. Dạ. Nên mà nuôi nhốt đâu dễ, nuôi nhốt phải có cái đùng, cái hồ, cái ao, đâu phải ai cũng có điều kiện có được những cái đó. Nên cái mấy người mà có những cái đó họ đã giàu sẵn lắm rồi. Mình phóng sanh kiểu đó thì mình làm giàu cho họ hơn nữa đó quý vị. Mà mình đâu có phước gì đâu, mình đi thả mấy con cá rô, cá trê, cá lóc ra xong, trời ơi, mấy con cá đó. Quý vị, em có chia sẻ một cái video cảnh người ta thả nguyên bầy vịt xuống sông, cá lóc nó đớp bụp, 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 bụp. Không còn con vịt nào hết luôn. Dạ, mấy con cá lại xâm lấn đó, nó chỉ sống trong ao thôi. Mà mình thả nó ra sông là chết. Chết hết. Nàng hết cá sông. Mà cá sông thì không có quan trọng mấy bằng cá biển. Em thì có tới đủ loại hình dịch vụ phóng sanh. Phóng sanh cá ở sông miền Tây, ở sông Sài Gòn và phóng sanh cá biển. Thì em chuyên làm cá biển, còn mấy anh chị kia thì chuyên làm mấy con cá nước ngọt. Nhưng mà mình làm nghề phóng sanh để cho có phước đức nhanh cho những ai ủng hộ, và mình cũng có phước cho bản thân của mình nữa. Thì đừng có vì lợi nhuận, đừng có vì số lượng lớn, đừng có thả mấy con lại xâm lấn. Mấy con cá chép đó, thả nó đi. Cá chép bầu đồ đó, cá chép con đồ đó, thả ra sông. Mấy con cá đó sống hiền từ lắm, nó không phải loài ăn tạp, không gây hại. Nó sống được trong ao, nó sống được dưới sông.
nó ăn rồng, nó ăn rêu đó. Muốn thả cá xong thì thả mấy con đó cho nó mắc tiền một chút xíu, nhưng mà nó không có gây hại bằng mấy con cá chê ăn tạp. Mấy cá chê là cá ăn động vật, cá lóc cũng ăn động vật, cá rô là ăn tất cả, cái gì vừa miệng tụi nó là tụi nó đớp hết thôi. Nên anh chị mà thả cái đó ra, phước đức phóng sanh nó chỉ bằng một, mà cái nghiệp sát sanh của mình nó lên tới 10. Mà mấy con đó nó sống càng lâu, nó ăn tới lên trăm, lên ngàn, lên triệu luôn á. Dạ. Đừng có thả mấy con cá trong ao, trong ruộng ra sông nữa nha. Hôm nay mà mùng 2 Tết em nói hơi căng, nhưng mà thật sự là như vậy. Để cho anh chị làm phóng sanh nó có phước. Em phóng sanh cá biển cái hình thức này. Giờ em sẽ im lặng luôn cho mọi người coi cái chương trình phóng sanh nha.